Xin chào các bạn, hôm nay Văn Nói Điếu Cày sẽ ra mắt cho các bạn một sản phẩm mới, đó chính là điếu cày Chiêu Lưu Blues. Chiêu Lưu Blues là dòng điếu cày thế hệ tiếp theo của điếu cày Chiêu Lưu. Quý vị có thể thấy là dòng điếu cày thế hệ đầu tiên nó dài 30 phân. Thì bây giờ điếu cày Chiêu Lưu Blues sẽ dài 40 phân. Đáp ứng được cái nhu cầu mà hút ngon, gọn gàng, sạch sẽ, cũng như cơ động của điếu cày Chiêu Lưu. Điếu vẫn có thừa hưởng chức năng chống đổ nước, rất là gọn gàng và tiện dụng. Quý vị thấy nhé, khi mà chúng ta dốc ngược thì nước nó vẫn không chảy ra. Chúng ta sẽ đi kèm theo dụng cụ nhấc tàn để hút những viên thuốc lào cho nó sạch và thẳng khói. Tôi sẽ test cái điếu cày Chiêu Lưu Blues ngay bây giờ nhé, cùng với lại thuốc lào Hoàng Gia. Quý vị vê tròn thuốc, cho vào lò xo nhấc tàn, nghiêng nõ sang bên phải và châm luôn. Khi chúng ta muốn thay nước thì chúng ta sẽ thổi nước ra đằng nõ. Thổi nước ra đằng nõ theo đúng tư thế hút. Chúng ta thổi nước cũ ra đằng nõ, thêm nước mới vào từ đằng nõ hoặc từ đằng miệng nõ đều được, vì dốc ngược nó không đổ mà. Chúng ta làm như vậy 3 lần là nước nó sẽ trong, đáp ứng được nhu cầu sạch sẽ, gọn gàng nhưng mà cũng rất là cơ động của tất cả các quý vị nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác và những siêu phẩm khác sắp ra mắt trong thời gian tới. Xin chào.